Số 1. Gặp ma ngoài hành lang khách sạn. Một người đàn ông giấu tên đã chia sẻ lại một đoạn video đáng sợ trong một lần đi công tác xa của mình. Theo như những gì mà người đàn ông kia kể lại, hôm đó anh được giao đi ký hợp đồng cho công ty, nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn nên anh ta quyết định ngủ lại khách sạn một đêm để ngày mai tiếp tục công việc. Nhưng điều đáng nói ở đây là, tuy anh ta vào một khách sạn rất sang trọng, nhưng không hiểu vì sao căn phòng mà anh ta mướn lại có giá rất rẻ. Anh ta cũng rất thắc mắc vì điều đó. Nhưng anh ta nghĩ lại, chỉ ngủ lại có một đêm nên anh ta không suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Lúc này anh ta liên tục bị một ai đó gõ cửa chọc phá. Anh ta đã quyết định đi ra ngoài để kiểm tra. Và đó cũng chính là lúc anh ta đối mặt với một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Như bạn có thể thấy, khi anh ta đi ra ngoài và bắt đầu kiểm tra ở dọc hành lang, thì ngay lúc này, phía trước mặt anh ta đột nhiên xuất hiện hai bàn chân mập mờ, nó đang tiến về phía anh ta, cảm giác được mình đã gặp ma. Anh ta đã ngay lập tức chạy về phòng, ngay cả chú chó mà anh ta đem theo cũng chạy vào phòng một cách vô thức. Dường như chú chó cũng đã nhìn thấy thứ mà chúng ta đã thấy, bởi vì chó là loài động vật có giác quan rất nhạy bén. Nó có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không nhìn thấy được. Vậy cho nên tôi nghĩ rằng, người đàn ông trên đã thực sự đối mặt với một hồn ma thật sự, thật đáng sợ. Số 2. Tôi đã quay được một hồn ma. Một nhà điều tra tâm linh người Nhật Bản đã đi vào bên trong một khu rừng để khám phá một ngôi nhà được nhiều người cho rằng nó đang bị ma ám cực mạnh. Theo như thông tin mà anh ta tìm hiểu được, trước đây ngôi nhà này là của một người đàn ông. Vì không thích ồn ào ở thành phố nên anh ta đã mua một căn nhà bên trong khu rừng này để sống một cuộc sống yên tĩnh. Nhưng cách đây khoảng 2 năm về trước, anh ta được phát hiện đã tự treo cổ bên trong chính căn nhà này. Mọi người không ai biết lý do tại sao anh ta lại làm như vậy. Nhưng từ đó trở đi, căn nhà đột nhiên trở nên u ám một cách rất rùng rợn. Một số người đã đi vào khu rừng này đã nói lại rằng, khi đi ngang qua ngôi nhà trên, họ đã nhìn thấy một bóng đen quanh quẩn bên trong ngôi nhà này. Họ cho rằng, người chủ nhà kia vẫn chưa rời khỏi đó, dường như anh ta còn vương vấn điều gì đó. Sau khi nghe được những thông tin trên, nhà điều tra tâm linh này đã quyết định đi đến ngôi nhà đó để tìm hiểu sự thật, và anh ta đã gặp được thứ mình cần tìm. Ủa? ちょっと待って、何も映ってない。ゼロゼロ、明らかにおる、なんかおる、マジでおる、マジでおる、マジでおる、マジでおる、マジでおる。何してんの、何してんの。はどういうこと、何してんの。はマジでおる、なんかなんかおるん。Bạn có thể thấy, anh ta đã đặt một thiết bị quay những vật thể chuyển động phía trước ngôi nhà và ngồi chờ đợi xem có thứ gì đi qua hay không, và chuyện gì đến cũng đã đến. Phía đằng xa xuất hiện một hình dáng rất giống như một người đàn ông,
hình dáng kia đã ngồi xuống và nhìn về phía anh ta. Nhưng sau một lúc, dường như hình dáng kia đã phát hiện nhà điều tra đã nhìn thấy mình. Nó bắt đầu đứng dậy và đột nhiên chạy về phía anh ta. Lúc này vì quá hoảng sợ, nhà điều tra đã lập tức chạy ra khỏi đó để bảo vệ cho chính mình. Đây thật là một trải nghiệm mà không ai muốn thử dù chỉ một lần, thật đáng sợ. Theo bạn, hình dáng bí ẩn đã xuất hiện trong đoạn video trên có phải là linh hồn của người đàn ông xấu số kia hay không? Hay đây là một linh hồn vô danh nào khác? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Thằng ngủ rồi. Số 3. Tôi đã chụp được một hồn ma. Một số người đi viếng mộ đã cáo buộc rằng họ đã nhiều lần nhìn thấy một khuôn mặt rất bí ẩn của một người đàn ông, và họ chỉ nhìn thấy phần đầu của anh ta. Đáng sợ hơn là người đàn ông bí ẩn đó còn mỉm cười với họ. Sau khi nghe được tin đồn trên, một thợ săn ma đã đi đến nghĩa trang này để tìm hiểu sự việc. Sau một lúc lâu tìm kiếm nhưng anh ta vẫn không thấy gì ở đây. Nhưng anh ta vẫn cố chụp một vài tấm ảnh để xem có thu nhập được gì cho ngày hôm nay hay không. Thì đó cũng chính là lúc anh ta nhìn thấy một thứ gì đó thật sự lạnh. Whoa, what the f- Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy shit. Oh my god. Dude, I just caught a face in there. Oh my god. Như bạn có thể thấy, một vài tấm ảnh đầu tiên vẫn không thấy gì bất thường, nhưng đến bức ảnh tiếp theo, phía bên góc trái màn hình của các bạn, dường như đã xuất hiện một khuôn mặt bí ẩn và nó còn đang mỉm cười. Lúc này thợ săn ma đã thật sự bất ngờ. Anh ta không nghĩ rằng lời đồn trên là sự thật. Đúng là có một linh hồn đã xuất hiện ở đây, thật đáng sợ. Sau khi tìm hiểu được sự việc, thợ săn ma đã nói chuyện với gia đình của người đàn ông bí ẩn kia, nói họ hãy nghĩ xem lúc người nhà họ còn sống vẫn chưa làm được điều gì hay không. Nếu có, hãy làm hết những việc đó để người mất có thể thanh thản mà ra đi, không còn vương vấn điều gì nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.